Bé Tăng Duy Hoàng thăm khám tại thu cúc TCI trong tình trạng sốt, đau tai, sổ mũi, đi ngoài phân lỏng nhiều lần trong ngày. Sau thăm khám, bác sĩ chỉ định bé điều trị nội trú với chẩn đoán tiêu chảy cấp do rotavirus. Bé Hoàng chỉ là một trong rất nhiều bệnh nhi điều trị tại TCI do nguyên nhân này trong thời gian gần đây. Mùa hè luôn là mùa cung cấp điều kiện thuận lợi để rotavirus phát triển mạnh mẽ. Thời tiết năm nay đặc biệt thất thường, rotavirus lại càng dễ sinh sôi nảy nở. Cùng với tiêu chảy cấp, trẻ có thể khởi phát nhiều bệnh lý, cơ hội khác do hệ miễn dịch đang tạm thời suy giảm, như bé Hoàng có viêm tai giữa cấp và viêm mũi họng cấp. Tiêu chảy cấp sẽ không quá nguy hiểm nếu được điều trị kịp thời và đúng cách. Bé Hoàng sau 4 ngày tại TCI đã ổn định sức khỏe và sẵn sàng xuất viện. Ngược lại, nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách, tiêu chảy cấp sẽ tiến triển rất nhanh, có thể sẽ khiến trẻ mất nước, trụy mạch trong 1 đến 2 ngày. Vì vậy, khi trẻ có các dấu hiệu sốt, đi ngoài phân lỏng nhiều lần trong ngày, buồn nôn và nôn, bố mẹ cần bình tĩnh theo dõi trẻ sát sao để cung cấp thông tin chính xác cho bác sĩ. Đưa trẻ đến cơ sở y tế uy tín gần nhất ngay lập tức là cần thiết để đảm bảo an toàn cho trẻ.